Tiêu Chiến bồng bế Nhậm Mẫn lại bị chê là ẻo lả. Thời gian gần đây, Tiêu Chiến vẫn đang tập trung ghi hình cho bộ phim Ngọc Cốt Giao cùng nữ chính Nhậm Mẫn. Tác phẩm cổ trang tiếp theo của nam diễn viên Trần Tình Lệ nhận được rất nhiều sự quan tâm ngóng chờ của người hâm mộ kể từ khi công bố diễn viên đến ngày khai máy hồi cuối tháng 3. Mặc dù nhiều dân mạng và người hâm mộ rất tò mò về quá trình quay của dự án, tuy nhiên đoàn làm phim đang làm rất tốt khâu bảo mật nên rất ít tin tức về bộ phim bị lộ ra ngoài. Vì vậy, mỗi khi có ảnh về cặp đôi chính bị lan truyền, nó liền tạo ra cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi. Cách đây vài ngày, cảnh quay thân mật giữa Tiêu Chiến và nữ chính Nhậm Mẫn lan truyền trên các trang mạng lập tức gây sốt, leo lên số 1 hot search Weibo. Lý do khiến bức ảnh này được bàn tán nhiều đến vậy là vì Tiêu Chiến đang bế Nhậm Mẫn theo kiểu công chúa. Điều đáng nói là động tác này nhìn có vẻ chật vật và lúng túng. Nhiều người cảm thấy rằng Tiêu Chiến dường như chẳng bế nổi Nhậm Mẫn. Chính vì điều này đã gây ra cuộc tranh cãi rất lớn trong cộng đồng mạng. Có ý kiến chê bai cho rằng Tiêu Chiến quá yếu đuối, thậm chí điệu bộ lại hơi ẻo lả. Như vậy thì làm sao có thể ẵm bồng được bạn diễn? Đồng thời tư thế của Nhậm Mẫn như đang cuộn tròn người gây khó khăn cho Tiêu Chiến. Nhìn cách bế khổ sở của Tiêu Chiến, không ít dân mạng so sánh anh chàng với những nam thần khác như Dương Dương, Bạch Kính Đình khi họ bế bạn diễn theo kiểu công chúa để mỉa mai ngôi sao Trần Tình Lệ trông yếu đuối ra sao. Trước tuyên bố cho rằng Tiêu Chiến ẵm không nổi Nhậm Mẫn của dân mạng, những fan hâm mộ của nam diễn viên đã đứng lên phản bác. Họ bày tỏ Tiêu Chiến không hề yếu đuối, anh chàng đủ mạnh mẽ khi có thể bế được nam đồng nghiệp. Bằng chứng mà fan chỉ ra đó là Tiêu Chiến từng bế Quách Tử Phàm với tư thế đứng lên ngồi xuống không dưới 20 lần. Quách Tử Phàm đương nhiên nặng hơn Nhậm Mẫn rất nhiều, thế mà Tiêu Chiến vẫn có thể bồng bế với động tác khó như thế. Thế nên điều mà dân mạng kết luận Tiêu Chiến không bế nổi Nhậm Mẫn là hoàn toàn không chính xác. Có thể trong trường hợp đó Nhậm Mẫn cuộn tròn người vô tình gây ra khó khăn cho Tiêu Chiến hoặc nam diễn viên chưa chuẩn bị tốt để thực hiện cảnh quay mà thôi. Để điều chỉnh cho diễn viên ở trạng thái tốt nhất khi quay, có thể thấy Tiêu Chiến đã phải nhờ đến giá đỡ để bế Nhậm Mẫn được thoải mái khi ghi hình cảnh này. Mặc dù vậy, việc nữ chính được nam diễn viên ôm trọn trong vòng tay vẫn khiến fan không khỏi suýt xoa, đứng ngồi không yên vì gato với nữ chính. Ngọc Cốt Giao kể về câu chuyện giữa thời ảnh, thế tử không tang cao ngạo, lạnh lùng và chua nhang, quận chúa xích tộc, nhiệt tình trượng nghĩa. Cả hai vì bảo vệ vương triều không tang mà cùng nhau trưởng thành, cùng viết lên một chuyện tình đẹp nhưng đầy trắc trở, gắn liền với vận mệnh của bách tính trăm dân. Được biết, không chỉ có chuyện tình đẹp đầy cảm động trong truyện, thời ảnh còn có đến 37 cảnh hôn với chua nhang. Không biết lên phim con số này có được giảm lược hay không, nhưng chắc chắn rằng cặp diễn viên Tiêu Chiến Nhậm Mẫn sẽ khiến người hâm mộ đau tim bởi không ít cảnh hôn tình tứ ngọt ngào.